Minasan konnichiwa, thì nho tươi còn được ví như là liều thuốc bổ cho sức khỏe vì nhờ chứa nhiều khoáng chất quý giá và vitamin. Nho tươi thì có rất là nhiều tác dụng như là nâng cao khả năng miễn dịch và rất là tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài cách ăn nho trực tiếp thì các bạn còn có thể sử dụng nho để làm rượu nho và sữa tươi mix với nho. Ăn nho như thế nào là đúng cách? Chúng ta nên ăn nho vào mỗi buổi sáng để cơ thể hấp thu nhiều dưỡng chất tốt nhất cho não bộ, tim mạch và các cơ quan tiêu hóa khác. Do nho có chứa đường nên nếu ăn vào ban đêm nhiều thì sẽ gây chứng mất ngủ hoặc là bị tăng cân cho chị em phụ nữ. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Minasan, arigato gozaimasu.